Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Đúng như là chủ đề của video thì hôm nay Nhật sẽ giới thiệu với anh em toàn bộ những dòng sản phẩm cục đẩy của Crown đến với anh em. Và những dòng sản phẩm này thì sẽ trải dài ở mọi phân khúc cho anh em, từ giá rất là rẻ cho đến giá rất là cao, để phục vụ cho mọi nhu cầu của anh em chơi những cặp loa khó tính, hoặc là loa 4 tấc, hoặc là loa 3 tấc, rồi anh em cũng thể mà sắp xếp và mua theo nhu cầu của anh em cho hợp lý. Chơi đầu tiên là dòng sản phẩm giá rẻ nhất đến từ là Crown 460 CSL. Dòng này thì sẽ có công suất là 460, cũng như là cái số như trên đây nha anh em. Con này thì sẽ chạy tổng cộng là 16 con sò, trong đó có 8 con sò sắt và 8 con sò than nha anh em. Cấu hình con này cũng rất là mạnh. Con này thì có giá rẻ nhất với 5.500.000 đồng. Con này là hàng nòi của Mỹ nha anh em. Điện là 120V. Còn kế tiếp là dòng sản phẩm mà cao hơn một chút là đến từ thương hiệu là của Crown luôn, mà sẽ ăn con sẽ sản xuất nha anh em. Tên mô đồ CE1000. Dòng này thì nó sẽ được trang bị chúng ta công suất là 700W. Đây, công suất con này nó sẽ nhỉnh hơn con này một chút nha anh em. Và con này sẽ có giá là 6.900.000 đồng. Đây, con này thì nó sẽ có volume ở hôm trước và những dòng Crown còn thì nó sẽ volume sẽ thường ở mặt sau nha anh em. Còn dòng mà phối hợp với Amplon thì nó sẽ có volume ở mặt trước luôn, rất là dễ để anh em tinh chỉnh. Và thông thường những dòng sản phẩm này anh em lưu ý là anh em sẽ chơi với một cái cờ và một cái vang rồi. Nên volume có để ở phía trước hay phía sau thì mình thấy không quan trọng, thậm chí là không có volume chơi cũng được anh em ạ. Bên dưới sẽ là dòng sản phẩm. Đây, mình sẽ giới thiệu với dòng sản phẩm ở bên dưới trước cho anh em. Đây là con Crown Amplon CE2000A. Dòng này sẽ có giá cao hơn một chút so với dòng CE1000 cho anh em. Dòng này sẽ có công suất đến tận là 1200W, tức là gần gấp đôi dòng 1000 cho anh em. Và giá thì nó chỉ hơn một chút thôi anh em ạ. Con này thì có giá là 8.500.000 đồng. Đây, cái này sẽ là 1200W và chạy tổng cộng là 24 sò sắt của Mexico nha anh em. Còn bên trên là dòng Crown Amplon CE2000 tết. Con này là đời sau của cái dòng CE2000 này. Và cấu hình thì theo mình thấy thì nó sẽ giống y chang nhau về mặt cả công suất và sò nha mà. Nhưng mà đương nhiên thì sản phẩm đời sau nó sẽ cao giá hơn sản phẩm đời trước nha anh em. Con này thì nó sẽ đắt hơn con này là 500.000, là 9.000 đồng nha anh em. Còn về chất âm thì mình nghe ngang ngửa nhau, không phải có gì khác biệt. Đúng nhờ việc anh em chơi dòng đề nông 2000 hoặc là đề nông 2000 hai la mã, cấu hình và nội thất thì phải nói là gần như là y chang nhau. Đương nhiên là chất âm nó sẽ chênh lệch không nhiều. Ví dụ như anh em phải thuộc dạng nghe lâu năm hoặc là anh em quá sành về âm nhạc thì anh em mới nhận ra được sự khác biệt rõ rệt giữa hai dòng này. Ngoài ra thì Dịch còn sẽ có những cái dòng sản phẩm là Crown CL2. Dòng này thì sẽ có công suất khủng hơn rất là nhiều, nhưng mà 1300W. Con này xài dòng điện là 120V theo đúng thị trường của Mỹ nha anh em. Đây là một dòng sản phẩm mà có cấu hình cao, công suất khủng, hàng nòi của Mỹ. Giá của em nói là 12.000 đồng. Còn cao cấp hơn nữa thì anh em sẽ có Crown CTS 2000. Dòng này là dòng mà xuất thị trường của châu Âu, trên điện là 240V nha anh em. Công suất của nó thì rất là khủng anh em ạ, đến tận là hơn 2000W. Và đặc biệt thì con này chạy chúng ta cũng còn 24 sò sắt luôn nha anh em. Mẫu hình này thì rất là khủng. Dòng này rất là nhiều anh em đã hỏi Nhật rồi, và bây giờ Nhật mới có thể về thăm hàng để phục vụ cho anh em.
Và trong hôm nay toàn bộ những dòng sản phẩm mà Nhật giới thiệu với anh em, các anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại và qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Và xin phép được báo giá lần cuối luôn cho anh em. Con này giá là 5,5 triệu, con này giá là 6,9 triệu, con này giá là 9 triệu, con này giá 8,5 triệu nha anh em. Còn Crown CL2 thì sẽ có giá là 12 triệu, Crown CTS 2000 thì sẽ có giá là 13 triệu. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những video sau.